Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải xin kính chúc anh em xem video vui vẻ em ơi. Và sau cái trận thắng kim 21 giờ ngày hôm nay thì Khải được top 16 rồi nè. Trận đánh rất là khó chịu. Ra là chết, trong đó full luck chịu không nổi luôn nè. Và hôm nay thì chúng ta có thể xem xét đồ của cao thủ một củ hai hạt. Hôm nay top 2 tống kim có kịch chắc luôn. Nới 51 ca điểm, 174 mạng và giết nửa sơ 32 và tử vong 29 lần, liên chạm 22 và mẫu vật 3. Và anh em chúng ta cùng xem thử cao thủ này đồ như thế nào nha nè. Và tại sao đánh căng vậy. Và nhìn sơ qua thì cao thủ này là một cao thủ khả nghĩ là một võ đan nè. Cao thủ một võ đan, đang nằm top võ đan nha mọi người. Anh em cùng xem đồ nha. Hiện tại đang sở hữu một cây kích lôi sát. Sorry, là một cây kích kháng lôi 19. Khải tướng cầm lôi sát. Tại vì ở server này có hai cây kích lôi sát. Đó là một cây đại dương và một cây khải tướng là của một cổ hạt. Ai ngờ là cái này kháng lôi. Sinh lực anh em ơi, sinh lực và kháng lôi 19. Một cái nón, ôi, kháng lôi 30, sinh lực và chuyển hóa 14. Ở cái nón này thì lấy cho mình được dòng kháng lôi với lại chuyển hóa. Sinh lực thì cũng được, không phải quá vip mà gọi là tạm ổn. Một cái áo phục hồi 40, kháng hỏa chón 30. Một cái chiền kháng tất cả 12, chón kháng hỏa. Và lấy cho mình được 50 chón rồi. Đại lưng kim, chuyển hóa 6, sinh lực 194. Nhẫn kim, sinh lực 100, kháng độc. Và một tay kháng hỏa. Nhận kháng hỏa, kháng độc và sinh lực. Cất kháng hỏa trong một và một cái đôi giày chống 40. Tính sơ qua thì này thì theo cả thái thì thêm một cái ngọc bội chống 30 nữa thì được. Sinh lực, nỗ lực, sinh lực cao luôn em à. Chống 30. Chống 30. Chống 30 dòng 1 thì này được cho mình đó là 80 chống nha. Đó, áo 30, nhận ngọc bội 30 và cho chuyện 20 thì được 80 chống và 40 chậm. Với sức đồ này hiệu ứng này nọ khá là ok và kháng lôi khá là cao nè. Nhìn sơ qua sơ đồ này thì đỡ nói thì bao tây, đỡ nói thì đôi giày này thì khả nghĩ đôi giày này mua khá là tiền ấy. Đôi giày này chắc mua khoảng tầm khoảng chục kim, khoảng 700 nghìn. Cái một khí này chắc khoảng vài kim. Giá chiên này cũng khá là ok. Nón kháng lôi, áo, nhìn sơ qua đôi đai lưng cũng khá là đẹp, hiệu ứng chón. Nói chung thì sơ đồ này thì đỡ mình tính nhẩm sơ qua thì chắc nó cũng tầm khoảng tầm khả nghĩ chắc hơn 5 triệu đó nè, không biết đâu nè, hơn 5 triệu. Khoảng tầm hơn 45 đến hơn 60 kim. Hơn 60 kim ấy. Hơn 60 kim. Tối nay Khải đã khỏi đi phong độ nè, hôm qua Khải trả rồi. Hơn 60 kim. Đây, anh em xem video đừng quên đỡ lại cho cao thủ một củ ấy hạt, một like cho sẽ ủng hộ chơi nha em ơi. Và ạc này là gió đang nha nè. Ạc này nằm top gió đang đó nè. Đây. Một cụ ơi, anh này không nằm top vào đan luôn. Căng nha. Quá khét luôn em mà không nằm top vào đan luôn mà đánh quá chất. Top 2 với xếp hạng cấp 97 mà thôi. Xếp hạng 225 mà đánh top vào đan em hiểu rồi. Quá chất. Rồi anh em xem video đừng quên cho một cụ hàng một like chia sẻ cũng như ủng hộ cả một like chia sẻ ủng hộ chơi em ơi. Một cầu thủ vào đan bậc ca khá là khét. Kính chúc anh em xem video vui vẻ và đừng quên cho cả một đăng ký kênh nha anh em. Một xếp đồ khá là ok. Sinh lực khá nhiều nè em ơi, gió đang cứ sinh lực càng cao càng tốt và được hiệu ứng cho mình được từ nón và cái đai lưng thì lên được khoảng hơn 20 chuyển hóa sát thương thành nội lực cũng khá là ok.